tôi luôn đặt câu hỏi, làm thế nào để mọi người trên toàn thế giới có được nhiều sức khỏe và sống hạnh phúc hơn? Sức khỏe là giá trị cốt lõi doanh nghiệp hướng đến trong tương lai. Chính vì thế, chúng tôi bắt đầu xây dựng doanh nghiệp để thực hiện giấc mơ về một tương lai hạnh phúc. Global Vegan Korea. Global Vegan Korea là doanh nghiệp chuyên cung cấp các thiết bị chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu. Chúng tôi không ngừng nghiên cứu và nỗ lực để mang đến cho khách hàng trên toàn thế giới một cuộc sống khỏe mạnh dựa trên phương châm của doanh nghiệp được tạo ra bởi một quốc gia có cuộc sống hạnh phúc và sức khỏe viên mãn. Chúng tôi đã xây dựng một cơ sở sản xuất hiện đại, tạo ra một tổ hợp công ty với quy mô lớn. Doanh nghiệp chúng tôi đã ngày một lớn mạnh như hiện nay, cùng với sự đồng hành của rất nhiều khách hàng trong suốt thời gian dài, đồng thời cũng nhận được nhiều bằng khen và giải thưởng danh giá. Global Vegan Korea đặt trọng tâm sức khỏe lên hàng đầu. Ngoài ra, doanh nghiệp còn tham gia mở rộng phạm vi hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Thông qua việc xây dựng mạng lưới thương mại toàn cầu, Global Vegan Korea đã vượt ra ngoài lãnh thổ quốc gia với tư cách là một đơn vị đa dạng hóa toàn cầu. Chúng tôi thu hút được nhiều nhà đầu tư và phân phối trên nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, hứa hẹn trong tương lai sẽ không ngừng nỗ lực để thực hiện sứ mệnh đồng hành mang đến cho mọi người trên thế giới một sức khỏe tốt hơn. Với các sản phẩm nổi bật như thiết bị trị liệu bằng tia laser, thảm nhiệt EPQ0351V, giường massage trị liệu top 8000, top 8500, VG 8.5 dựa trên nền tảng kỹ thuật ban đầu, chúng tôi đã và đang phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm chức năng đa dạng. Không dừng ở đó, với những đam mê và nhiệt huyết, không ngại thử thách, chúng tôi đang chuẩn bị cho một bước nhảy vọt mới, vượt qua giới hạn để tiếp cận một thế giới rộng lớn hơn, luôn song hành cùng với khách hàng. Chúng tôi sẽ không ngừng phát triển để chăm sóc sức khỏe và mang lại cuộc sống hạnh phúc hơn cho toàn nhân loại. Chúng tôi chính là Vegan.